Ở tập trước, Vũ Hạo đã quyết định tiến nhập vào trong tinh thần hải của Vương Đông, và ở đây cậu đã gặp phải một tia thần thức của Đường Tam để lại. Ngay lúc này, Tây Hạo Thiên Bảo, Thái Thản Cựu Viên và Thiên Thanh Niêu Mãng cũng đã cảm nhận được điều đó. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 37. Sáng sớm, nhóm người học viện Sử Lê Khắc đã chuẩn bị xong. Hôm nay chính là trận thi đấu thứ hai của bọn họ trong vòng đấu vòng tròn của cuộc thi đấu hồn đại tái. Chu Y cũng sẽ đem tất cả các hồn đạo khí mua được trong buổi đấu giá hôm qua phân phát cho mọi người. Sau đó cả nhóm cùng đi đến quảng trường Tinh La. Quảng trường Tinh La vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày, nhất là khi những người của học viện Sử Lê Khắc xuất hiện thì bầu không khí hoan hô càng thêm dữ dội. Qua hai trận thi đấu, học viện Sử Lê Khắc đã khắc sâu ấn tượng vào lòng những vị khán giả đến xem. Bọn họ càng luôn muốn biết rốt cuộc học viện Sử Lê Khắc có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu bất ngờ. Vũ Hạo vẫn giữ sáng vẻ lạnh lùng như cũ, khiến mọi người không thể nhận ra rốt cuộc thì hắn là cao thủ thật sự hay chỉ là đang giả vờ mà thôi. Hắn dẫn đầu cả nhóm tiến vào khu vực nghỉ ngơi dành cho học viện của chính mình. Sau một đêm tu luyện, tinh thần lực của hắn đã được bổ sung lại đầy đủ, hơn nữa tinh thần cũng trở về trạng thái tốt nhất. Vị trọng tài của trận đấu hôm nay đã bước lên trên sàn đấu, y thông qua hồn đạo khí khuếch âm cao giọng nói. Hai đội bước vào khu vực chờ thi đấu, hai đội trưởng lên sàn đấu chuẩn bị rút thăm. Bên phía học viện Sử Lê Khắc, Bối Bối mặc bộ đồng phục thi đấu màu xanh lục khẽ gật đầu với Chu Y, sau đó quay sang liếc mắt nhìn Từ Tam Thạch một cái rồi mới bước lên trên sàn đấu. Bên phía học viện Thiên Linh, người lên rút thăm cũng là một nam đệ tử, dáng vẻ trên dưới 20 tuổi, dáng người cao ráo thế nhưng gương mặt khá là lạnh lùng. Khi mà hắn nhìn thấy Bối Bối, vẻ mặt cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Học viện Sử Lê Khắc đối với học viện Thiên Linh chính là đoàn chiến. Đoàn chiến rõ ràng là phương thức chiến đấu kích thích nhất và cũng là toàn diện nhất. So với thực lực của hai đội, hai vị đội trưởng đối với kết quả rút thăm không có ý kiến gì. Trong tai trầm giọng nói, mời đội viên của hai đội lên sàn thi đấu. Bên khu vực chờ thi đấu, Hoa Thái Đấu, Từ Tam Thạch sang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vũ Hạo và Vương Đông đồng loạt đứng dậy, bước lên trên sàn đấu trong ánh mắt cổ vũ của Chu Y. Sáng nay, phương thức chiến đấu mà Chu Y tính toán kỹ lưỡng nhất chính là đoàn chiến. Chiến thuật cũng sắp xếp xong rồi, hiện giờ chỉ còn xem cả nhóm phát huy thực lực như thế nào mà thôi. Sau khi lên sàn đấu, Vũ Hạo liền khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại, trông hệt như là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Các học viên của học viện Thiên Linh sau khi lên sàn đấu đều tập trung sự chú ý vào Vũ Hạo. Sau trận đấu đầu tiên ở vòng loại, mỗi học viên đều dành thời gian phân tích năng lực của Vũ Hạo. Bọn họ tuyệt đối không tin chuyện Vũ Hạo có đến 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm, thế nhưng bọn họ cũng không dám đánh giá hắn quá thấp. Dù sao một chiêu Hoàng Kim Lộ ấy quá khủng khiếp, để lại ấn tượng quá sâu đậm, là một kích chiến thắng đấy. Dáng vẻ của Vũ Hạo nhìn qua tối đa chỉ là mới 14-15 tuổi, thế nhưng các học viên đều cho rằng hắn tệ gì cũng là cường giả bậc hồn vương, thậm chí là hồn đế. Ánh mắt của vị đội trưởng lạnh lùng kia cũng tập trung vào Vũ Hạo, thế nhưng không phải là sợ hãi mà là chiến ý vô cùng mãnh liệt. Đội hình của học viện Sử Lê Khắc so với lần trước có vẻ bình thường hơn, khiến học viện Thiên Linh có một chút bất ngờ. Bên phía học viện Thiên Linh, người đứng đầu không phải đội trưởng của bọn họ mà là bốn người thanh niên, mà bốn người này đều có dáng người cao lớn sừng sững như là một bức tường vậy. Phía sau bọn họ chính là vị đội trưởng khá lạnh lùng tên là Trầm Sách. Người này chính là một người khá mạnh, vừa công vừa thủ cái nào cũng được. Vũ hồn chính là Thiên Kích Mâu, am hiểu cận chiến. Hai cô gái ở sau, có cô tóc xanh chính là An Lãnh Dạ, vũ hồn Băng Xương Hùng, còn tóc đỏ chính là Phi Vũ Diễm, vũ hồn là Xí Hổ. Cả hai đều thuộc hệ khống chế nên mới gọi là băng hỏa song khống. Trong các trận đấu trước, bọn họ chưa từng sử dụng hồn đạo khí nên cũng không biết chắc là có hay không. Thế nhưng xét riêng về sức chiến đấu, bọn họ tuyệt đối hơn xa học viện Vân La hôm trước. Trầm Sách là một cường giả cấp bậc hồn vương. Theo Chu Y suy đoán, tu vi của anh ta khoảng cấp 53-54, mà 6 người còn lại đều đạt cấp bậc hồn tông, trong đó có lẽ có đến 2 người trên cấp 45. Trận đấu này đối với học viện Sử Lê Khắc tuyệt đối không dễ dàng. Trận đấu lúc này chính thức bắt đầu. Nương tựa theo tiếng hét lớn của trọng tài, các thành viên của hai học viện Sử Lê Khắc lẫn Thiên La đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Trong số đó chỉ có một người ngoại lệ, chính là Vũ Hạo. Thực tế thì Vũ Hạo cũng đã phóng thích ra vũ hồn của mình rồi, thế nhưng nhờ tác dụng của kỹ năng mô phỏng nên không ai thấy được hồn hoàn của hắn mà thôi. Vũ Hạo vẫn đứng khoanh tay trước ngực, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng hai bên trái phải, cả ba không có ý định hành động, hơn nữa hồn hoàn của cả hai đều là 6 cái, lại còn là tỷ lệ phối hợp tốt nhất. Hồn đế hai vàng hai tím và hai đen, số lượng hồn hoàn là cách đơn giản nhất để phân rõ thực lực. Sau khi hai đội phóng thích ra vũ hồn, bên phía học viện Thiên Linh thấy số lượng hồn hoàn của Vương Đông và Tiêu Tiêu không khỏi run rẩy. Một luồng áp lực vô hình đè ép xuống người của bọn họ, khiến bọn họ không kiềm được mà hít thở dồn dập. Đương nhiên trong 7 người chỉ có 3 người bọn họ đứng yên mà thôi, còn Bối Bối, Từ Tam Thạch sang Nam Nam và Hòa Thế Đầu đều đã hành động. Bối Bối và Từ Tam Thạch đều ngậm một cái kẹo. Bối Bối là lực lượng tăng phúc đại tuyết xa, còn Từ Tam Thạch chính là phòng ngự tăng phúc.
Bốn người đều có bốn hồn hoàn, Bối Bối dẫn đầu cả nhóm, Tứ Tâm Thạch đi ở phía bên cạnh hắn, còn Giang Nam Nam tăng tốc biến mất trên sàn đấu, thế nhưng thật ra nàng chỉ nấp ở phía sau lưng Bối Bối mà thôi. Hoa Thế Đấu đi ở phía sau ba người thế nhưng tốc độ không kém. Đến lúc này, ba người Vô Hạo mới từ từ tiến về phía trước. Bốn gã hồn sứ linh tề thuẫn này đều đạt cấp bậc hồn tông, bốn hồn hoàn lần lượt là hai vàng hai tím. Bọn họ chỉ cần đứng yên một chỗ đã mang đến cảm giác kiên cố vững chắc rồi. Nếu không phải Tiêu Tiếu, Phương Đông và Vô Hạo ở xa xa mang đến một chút áp lực vô hình, thì tầng phòng ngự này còn hoàn mỹ hơn nữa. Sau lưng bốn gã hồn sứ linh tề thuẫn chính là đội trưởng của bọn họ Trầm Sách. Cách thức Trầm Sách phóng thích ra vũ hồn có một chút đặc biệt. Hai tay của hắn đưa lên, cả người phát ra ánh sáng màu bạc sáng rực. Hắn ngửa đầu lên trên trời trông như muốn ôm hết bầu trời vào vòng tay vậy. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu bạc từ sau lưng của hắn xẹt ra rồi bay lên trên cao, sau đó va chạm vào màn phòng ngự của sàn đấu mà bắn ngược trở lại lơ lửng trước mặt của hắn. Vật kia hai đầu đều là mũi nhọn, là một thanh giáo sắc bén. Nó phát ra ánh sáng màu bạc, bên trên dường như có khắc chữ gì đó. Thanh giáo này vừa rơi vào tay của Trầm Sách thì khắp sàn đấu liền xuất hiện ra một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể so sánh với khí thế của bốn gã hồn sư linh tế thuận phía trước. Đây chính là vũ hồn của Trầm Sách, Thiên Kích Mâu, là một vũ hồn khá mạnh của hệ cường công. Luồng hơi thở phát ra từ cơ thể của hắn có một chút quen thuộc với 7 người học viện Sử Lai Khắc. Vì cảm giác này bọn họ đã từng được cảm nhận từ một thành viên của đội chính thức Sử Lai Khắc thất quái, Trần Tử Phong. Hai cô nàng dùng mạo thành tú An Lãnh Giã và Phi Vũ Diễm ra tay vô cùng nghiêm túc, cả hai đồng loạt phóng xuất xả vũ hồn của mình. Hồn kỹ của An Lãnh Giã xuất hiện trước, Băng Xương Hùng ngẩng đầu sải bước tiến về phía thuẫn tường, hai đấm không ngừng đấm vào bộ ngực của mình. Hồn hoàn thứ nhất trên người của An Lãnh Giã lóe sáng, một lớp ánh sáng màu xanh băng từ từ khuếch tán ra phủ lấy vách tường của linh tê thuẫn màu vàng sẫm. Hồn kỹ thứ nhất được phát động, Hàn Băng Thuẫn. Hàn Băng Thuẫn của nàng kết hợp với linh tê thuẫn có thể tăng sức phòng ngự lên tới 30%. Trong 7 người của học viện Thiên Linh, trừ Chăm Sách cấp bậc hồn vương gia, người có tu vi cao nhất chính là An Lãnh Giã cấp 45. Năng lực của Băng Xương Hùng không chỉ có thế, sau khi nó đấm vào ngực thì lại vung tay đấm xuống mặt đất, từng luồng khí băng di chuyển từ mặt đất lướt qua bốn gã hồn sư linh tế thuẫn, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Hồn kỹ thứ hai của An Lãnh Giã, Băng Phong được phát động. Bối Bối từ Tam Thạch sang Nam Nam và Hòa Thế Đầu đang vọt về phía trước, bất ngờ bị luồng khí băng này phả vào mà giảm tốc độ lại. Hơn nữa, phía ngoài sàn đấu đang ngưng kết thành một khối băng bóng loáng khiến những người đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy lạnh run. Năng lực khống chế băng của An Lãnh Giã rất mạnh, thêm vào sức phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ nổi của bốn gã vũ hồn linh tế thuẫn, có thể cho thấy bọn họ am hiểu phòng ngự chứ không phải là tấn công. Vậy Học viện Thiên Linh đã làm cách nào chiến thắng những trận trước đây? Một ngọn lửa bất ngờ bùng cháy từ vũ hồn xí hồ của Phi Vũ Diễm. Ba cái hồn hoàn đầu tiên trên người cô nàng bắt đầu thay nhau nhấp nháy. Xí hồ phun ra một ngọn lửa vào dưới chân của Trầm Sách. Sau đó một quầng sáng từ đấy bè lên bao bọc cả người Trầm Sách, tạo thành một vòng sáng màu đỏ thẫm. Hồn kỹ thứ nhất, Liệt Diễm Hỏa, có tác dụng tăng cường hỏa thuộc tính và sức chịu đựng. Nó có thể đồng thời giúp người được tăng phúc có năng lực công kích và phòng ngự thuộc tính hỏa. Như vậy thì khi sử dụng kỹ năng gì cũng sẽ thêm vào thuộc tính hỏa vô cùng nóng bỏng. Đây là một kỹ năng phụ trợ khá mạnh, thế nhưng tiếc là chỉ sử dụng được trên một người. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.